Hướng dẫn cách tách nền cho ảnh và cho video cực kỳ đơn giản bằng Canva Pro và miễn phí. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh học lỏm Canva của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách biến một cái ảnh như thế này thành một cái ảnh tách nền như thế này, hoặc là biến một cái video như thế này thành một cái video được tách nền như thế này nha. Nếu video của mình hữu ích với bạn, đừng quên đăng ký kênh của mình và để lại cho mình một bình luận phía dưới để mình biết nhé. Ok, đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tách nền ảnh bằng Canva Pro nha. Đầu tiên thì các bạn sẽ có một cái ảnh trước. Ví dụ các bạn có thể lấy cái ảnh từ Elements trong Canva, hoặc là các bạn có thể tải cái ảnh của các bạn từ trong cái desktop vào trong đây nha. Thì ví dụ các bạn có thể ấn vào cái phần Upload Files. Sau đó thì các bạn sẽ up ảnh lên như bình thường. Ví dụ như là các bạn sẽ chọn một cái ảnh cho mình nha. Giả sử như là mình có một cái ảnh sẵn rồi, ví dụ cái ảnh này, ấn vào Upload là được. Hoặc là các bạn có thể tải trực tiếp từ bên desktop vào đây luôn, bằng cách là kéo thả cái ảnh đó vào đây nha. Thì cách làm này thì nó sẽ nhanh hơn. Sau khi tải ảnh xong rồi thì mình sẽ click vào ảnh, chọn vào Edit Image, chọn vào cái Background Remover là xong nha. Nếu bạn muốn kéo to thu nhỏ thì bạn chỉ cần kéo ở mấy cái góc ở đây là được nha. Thì nó sẽ rất là nhanh và rất đơn giản thôi. Còn nếu mà bạn muốn điều chỉnh màu sắc của nó thì bạn sẽ lại click vào cái hình này. Sau đó thì bạn sẽ ấn vào cái phần Edit Image. Ở cái phần Adjust này thì bạn cứ kéo những cái thông số đây sao cho phù hợp với cái gu của bạn là được nha. Đó, nếu mà các bạn mà chưa thấy nó ổn ấy thì các bạn có thể ấn vào cái phần CO của cái phần Adjust này. Ở đây nó có nhiều thông số hơn nên là bạn có thể điều chỉnh chi tiết hơn nha. Cách thứ hai, nếu như bạn không có Canva Pro thì bạn có thể vào remove.bg để tách nền nha. Bạn sẽ ấn vào cái Upload Image hoặc là bạn kéo thả luôn cái ảnh từ ngoài máy tính vào trong đây cũng được nha. Ví dụ mình có cái ảnh này thì mình sẽ ấn vào Upload ở đây. Bây giờ thì bạn sẽ chỉ cần đợi một ít thời gian để nó tách nền. Thì ở đây nó có hai cái loại download. Download thứ nhất là nó sẽ ở cái pixel là 500x500 pixel. Còn cái thứ hai là bạn sẽ download ở tầm 1080x1080 pixel. Nhưng mà nếu bạn muốn download ở cái loại HD 1080 này thì bạn sẽ phải có một cái tài khoản nha. Còn bạn muốn download cái ảnh tách nền ở cái 500x500 pixel thì bạn có thể ấn vào đây và nó download trực tiếp về luôn. Thì không cần phải tạo tài khoản nha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn cách tách nền video bằng Canva Pro nha. Thì đầu tiên bạn cũng sẽ phải có một cái video trước. Thì bạn có thể là kéo thả trực tiếp cái video vào đây, hoặc là ấn vào Upload Files và tải như bình thường. Sau khi mà bạn đã tải xong cái video thì bạn sẽ ấn vào Edit Video và chọn vào Background Remover như bình thường. Còn nếu muốn điều chỉnh màu sắc của video thì bạn sẽ ấn vào phần Adjust nha. Ok, vậy là chúng ta đã tách nền xong bằng Canva Pro. Nếu như bạn thấy ưng rồi thì bạn có thể ấn vào cái nút Share này, sau đó thì chọn vào Download và chọn vào cái page mà bạn muốn download nha. Ví dụ như là ở đây thì cái page của mình là page 6 đi chẳng hạn, thì mình sẽ chỉ cần lấy cái màu cái trang thứ 6 là được. Còn nếu mà bạn muốn download bao nhiêu page thì bạn cứ chọn bấy nhiêu nha. Khúc này thì bạn sẽ chọn MP4 video cho mình nha. Và sau đó thì bạn sẽ chỉ cần ấn vào cái nút download màu tím ở dưới đây là ok. Cuối cùng, nếu như bạn nào mà chưa có Canva Pro thì bạn có thể tách nền video hoàn toàn miễn phí bằng cái trang web Unscreen này nha. Các bạn sẽ chọn vào cái Upload Clip và sau đó cũng tải cái clip như bình thường nha. Rồi chọn vào Upload là xong. Sau khi xong thì các bạn sẽ chọn vào cái phần mũi tên bên cạnh cái Download. Chọn vào cái phần mà các bạn muốn download về, ví dụ ở dạng GIF này, Animated hoặc là Single Frames, và ấn vào phần Download là xong nha. Ok, và đây là cách tách nền cho ảnh và video cực kỳ đơn giản bằng Canva Pro hoặc là miễn phí nha. Nếu video của mình hữu ích với bạn, đừng quên đăng ký kênh của mình và để lại cho mình một bình luận phía dưới để mình biết nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.